Chào các bạn, mình tên là Tôn Nữ Như Quỳnh, lớp 8.3. Mình tham gia cuộc thi West Spring Boy này để giới thiệu cho các bạn quyển sách Có Ai Nhận Nuôi Mèo Không ạ? Của tác giả Wakako Nariyuki và người dịch là Anh Chi. Con đường từ trường về nhà bé Chi phải đi qua một khu rừng nhỏ. Nhưng hôm nay bỗng xuất hiện một chiếc hộp giấy với ba con quạ đen xì đang đậu ở phía trên. Đáng sợ quá, mình cứ thấy lo lo khi gặp lũ quạ. Bé Chi vừa nghĩ, vừa cố rảo bước thật nhanh. Bỗng nhiên, từ trong chiếc hộp, có tiếng kêu Chi Chi, khe khẽ phát ra. Chi, có ai đó đang gọi mình ư? Nghe kỹ lại thì hóa ra là tiếng kêu của một chú mèo con. Tiếng kêu Chi Chi của một chú mèo nghe có vẻ rất buồn bã. Lấy hết dũng khí, bé Chi dùng cặp sách của mình ném qua phía chiếc hộp để xua đuổi lũ quạ. Ôi, hóa ra là một chú mèo con. Nhìn em lem luốc quá đi. Chú mèo con trong hộp đang nằm cuộn tròn run rẩy, cả người lấm lem bùn đất xen lẫn những vết trầy xước. Nếu mình cứ để em ấy ở đây thì lũ quạ có thể nào cũng sẽ quay lại. Nghĩ rồi, bé Chi quyết định mang chiếc hộp bên trong có chú mèo con về nhà. Mẹ ơi, con nhặt được một em mèo đi lạc, em ấy bé xíu xiu mẹ ạ. Vừa mở cửa ra, Chi đã thông báo ngay với mẹ như vậy. Không được đâu con, chung cư nhà mình cấm nuôi mèo mà. Hơn nữa, nuôi mèo cũng khá tốn kém. Mẹ vừa nói, vừa ôm lấy chiếc hộp bên trong có chú mèo con. Ôi, bỗng mẹ lại hét toáng lên. Sao thế ạ? À? Chi vội hỏi mẹ. Nhưng ngay sau đó thì chính là cô bé cũng hét to. Á, tiếng hét thất thanh còn to hơn cả mẹ. Bên trong chiếc hộp chứa chú mèo đầy kiến là kiến. Mẹ vội vàng dùng khăn tắm lau sạch kiến cho chú mèo rồi cứ thế bế chú ra khỏi nhà. Có một bệnh viện cho chó mèo ở ngay gần nhà ga, mẹ nói với Chi rồi vội vàng rảo bước. Bé Chi cũng hấp tấp đi theo. Sau khi bác sĩ chăm sóc các vết thương cho chú mèo, Chi và mẹ ra về cùng với nào là thuốc trị côn trùng, thuốc bổ sung dinh dưỡng, sữa và cả thức ăn cho mèo nữa, lại tốn kém nữa rồi. Mẹ lặng lẽ thở dài. Mẹ ơi, mẹ cứ cắt bớt tiền tiêu vặt của con đi cũng được ạ. Chi vừa âu yếm ôm chú mèo vào lòng vừa khẽ nói với mẹ. Được rồi, không sao đâu con. Vừa nói mẹ vừa đặt tay lên vai bé Chi. Mà lúc đó con không sợ lũ quạ đuổi theo à? Con sợ chứ. Nhưng vì con thấy, con cứ nghe thấy tiếng Chi Chi giống như là đang gọi tên con mẹ ạ. Ra là thế. Mẹ gật gù. Mẹ rất muốn để con nuôi bạn mèo này, nhưng thực sự là không còn cách nào cả. Mẹ xin lỗi. Mẹ vừa nói vừa nhìn Chi với ánh mắt hiền từ. Thật ra bé Chi cũng rất hiểu điều đó. Kể từ sau khi bố mất 3 năm trước, đã có rất nhiều việc cô bé phải từ bỏ vì không còn cách nào khác. Từ việc học đàn piano đến việc mua một chiếc váy mới. Thế nhưng lần này thì khác. Chú mèo con thật tội nghiệp. Chắc hẳn chú đã rất sợ khi bị đàn quạ và lũ kiến tấn công. Cuối cùng thì chú mèo ấy cũng có thể ngủ một giấc bình yên như thế này. Làm sao có thể vứt bỏ chú chỉ vì không còn cách nào khác chứ. Trở về nhà, bé Chi để chú mèo con nằm trên ngủ trên một tấm đệm rồi quay sang Trở nói về với nhà. mẹ. Trở về nhà, bé Chi để chú mèo con nằm ngủ trên một tấm đệm rồi quay sang nói với mẹ. Mẹ ơi, ngày mai con sẽ hỏi thử các bạn của con. Có lẽ sẽ có bạn nào đó muốn nhận nuôi em mèo này ạ. Ừ, mẹ cũng sẽ hỏi các cô chú đồng nghiệp của mẹ xem sao. Ở công ty của mẹ cũng có rất nhiều người yêu động vật. Chắc là sẽ nhanh chóng tìm được người nhận nuôi chú mèo thôi. Cả Chi và mẹ đều nghĩ vậy. Như để trả lời, chú mèo con lại kêu lên một tiếng. Chi! À, đúng là em gọi tên chị thật rồi. Chú mèo cứ thế chạy vòng quanh chân bé Chi, miệng liên tục kêu Chi Chi. Giá mà mình được nuôi em ấy. Bé Chi tiếc nuối nghĩ. Nhưng mình tuyệt đối không được nói điều này ra, vì nếu nghe thấy thì mẹ sẽ buồn lắm. Thay vào đó, mình sẽ cố gắng tìm cho em mèo một ngôi nhà thật tốt. Chi tự nhủ. Ở công ty của mẹ cũng không có ai đồng ý nhận nuôi chú mèo. Chỉ có một cô đồng nghiệp đã giúp mẹ làm một tờ rơi để tìm người nhận nuôi. Chỉ cần thêm ảnh vào nữa là xong, cô ấy nói. Mẹ lôi chiếc máy ảnh mua ở trước cửa nhà ga, rồi hai mẹ con thay nhau chụp thật nhiều những tấm ảnh của mèo con. Vì mèo con cứ nghịch ngợm, cứ chạy nhảy liên tục nên mãi mà chưa có được bức ảnh nào thật sự ưng ý. Nhưng tấm ảnh nào trông bé mèo cũng vô cùng dễ thương. Tính thứ sáu,
ngày sau khi bé Chi được nhặt được chú mèo, 100 tờ rơi bắt mắt đã được in ra. Chi và mẹ đi dán những tờ rơi này lên các cột điện quanh nhà, còn phát tận tay những người qua đường nữa. Bệnh viện thú y, các cửa hàng bán đồ cho thú cưng, khu vực quanh nhà người quen, chỗ nào Chi và mẹ cũng dán tờ rơi tìm người nhận nuôi mèo. Cho tới chủ nhật, 100 tờ rơi đã được dán lên và phân phát hết. Sau khi dán hết tờ rơi, bé Chi và mẹ mệt mỏi rã rời trở về nhà thì thấy bé Chi ngồi chờ rất ngoan ngoãn trước hiên nhà. Dường như bé mèo ngày càng trở nên dễ thương hơn. Này, để chị đặt cho em một cái tên thật đáng yêu nhé. Nghe bé Chi nói vậy, mẹ liền bảo, nếu con đặt tên cho nó thì sau này sẽ càng khó chia tay hơn đấy. Tờ rơi đã dán được một tuần, vậy mà chẳng có cuộc điện thoại nào mang đến tin vui. Hãy để tôi nhận nuôi mèo cả. Mẹ thì gọi điện lần lượt cho những người bạn cũ để hỏi thử. Chi cũng đi hỏi khắp các bạn ở lớp khác, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có ai nhận lời. Trong lúc đó, chú mèo đã dần khỏe lại và mỗi ngày một lớn hơn. Ngày nào, chú mèo cũng ngồi trước thềm nhà chờ bé Chi đi học về, cất tiếng kêu Chi như để chào đón cô bé. Từ nhỏ chỉ sống với mẹ, trong nhà lại không có anh chị em, nên bé Chi rất hạnh phúc khi được chào đón như thế. Chú mèo rất thích chơi với sợi dây hoặc chiếc nơ. Mèo ta thường vờn cuộn dây trước mặt bé Chi, miệng kêu Chi Chi, cho tới khi thấm mệt và nằm cuộn tròn ngủ lúc nào không hay. Vẻ mặt lúc ngủ của chú mèo đáng yêu vô cùng. Giá mà cứ mãi như thế này thì tốt biết bao. Em ấy cũng chẳng cần mình phải chăm sóc gì nhiều cả. Vừa ngắm chú mèo đang ngủ say sưa, bé Chi vừa nghĩ. Thế nhưng vào một buổi tối, khi Chi và mẹ đang ăn tối, chuông cửa bỗng reo lên. Cùng với đó là giọng khá to của một bà chủ hàng nhà. Có hàng xóm báo là đã nghe thấy tiếng mèo kêu trong nhà của hai mẹ con đó nhé. Bé Chi vội bế chú mèo trốn vào góc nhà. Tôi biết, ngay lập tức thì chắc là hơi khó. Nhưng trong vòng một tuần tới, chị hãy tìm người nhận nuôi mèo đi. Nếu không tìm được thì hãy gửi nó đến trung tâm cứu hộ. Còn không thì hai mẹ con phải chuyển đi chỗ khác thôi. Bà chủ nhà chỉ nói như vậy rồi lập tức đi về. Ôi, quá đáng thật đấy. Bà ấy thật quá đáng. Không biết ai đã mắc với bà ấy, mẹ nhỉ? Con không được nói về bà chủ nhà hay với những người khác như thế. Là chúng ta có lỗi khi đã không tuân thủ quy định ở đây mà. Nhưng nếu trong vòng một tuần nữa mà không tìm được người nhận nuôi mèo, thì có lẽ sẽ phải đưa nó tới trạm cứu hộ thật. Chuyển nhà thì sẽ tốn kém lắm. Đưa đến trạm cứu hộ thì liệu người ta có giết em mèo không mẹ? Nếu thế thì con không chịu đâu. Chi vừa nói vừa lắc đầu ngoài quậy. Không có chuyện đó đâu bé Chi. Mẹ sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Mẹ vừa nói vừa vỗ vai Chi an ủi. Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Không hay biết nỗi muộn phiền lo lắng của Chi và mẹ, chú mèo con đi tới dụi đầu vào đầu gối của hai mẹ con. Em thật đáng yêu đấy, thật sự đáng yêu. Chị phải làm cách nào mới được đây? Bé Chi vừa nói vừa ới chú mèo, giọng cô bé như sắp hòa khóc đến nơi. Phải làm thế nào? Làm thế nào mới được nhỉ? Trong đầu Chi chỉ quẩn quanh một câu hỏi đó. Mẹ một lần nữa lại nhờ in tiếp tờ rơi và đứng ở trước cửa nhà ga để phát tận tay mọi người. Anh chị có cần một chú mèo không ạ? Là câu hỏi mẹ cứ lặp đi lặp lại với từng người đi qua. Mẹ cố gắng hỏi hết người này đến người khác, cho dù việc này đôi lúc cũng khiến mẹ ngại ngùng. Đồ mèo ngốc nghếch, đồ phù thủy mèo. Cô bé Chi bắt đầu bị bạn bè đặt cho những biệt danh như thế. Này, cậu có muốn một chú mèo không? Giá rẻ cực kỳ. Mấy cậu con trai nghịch ngợm còn nhại và chế giễu cô bé. Tại sao đáng lẽ người bỏ em mới là người có lỗi mà cuối cùng chị lại bị trêu chọc như thế? Cô bé Chi vừa nói vừa ném mạnh chiếc cặp xuống đất. Tiếng động khiến chú mèo con đang ngồi chờ ở hiên nhà giật mình hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, chú mèo lại tiến tới dụi đầu vào chân cô bé, miệng kêu Chi Chi. Tiếng kêu của chú mèo như muốn giục bé Chi, chúng mình mau chơi trò trốn tìm thôi. Chi liền xoa đầu chú mèo nhiều đến nỗi lông trên đầu chú xù hết cả lên. Cô bé nghĩ, phải rồi, dù mình có bị trêu chọc thế nào đi nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu mình bỏ cuộc thì em ấy chết mất. Ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, Chi vẫn tiếp tục đi hỏi tất cả các bạn trong trường. Này, cậu có muốn nhận nuôi một chú mèo không? Bé dễ thương lắm. Thế nhưng thời gian cứ vùn vụt trôi qua trong khi vẫn chưa tìm được ai đồng ý nhận nuôi chú mèo. Và ngày mai là ngày cuối cùng trong cái hẹn một tuần với bà chủ nhà rồi. Sau khi từ trường về, bé Chi ngồi một mình trong phòng suy nghĩ.
Ngày mai bà chủ nhà sẽ đưa em ấy tới trạm cứu hộ. Rồi sau đó thì chú mèo con vẫn vô tư chờ để cùng chơi với bé Chi, miệng kêu Chi Chi. Bỗng nhiên Chi đứng bật dậy, lôi ba lô từ trong tủ ra rồi nhét một tiền tiết kiệm cùng thức ăn cho mèo và vài chiếc kẹo vào. Xong xuôi, cô bé đeo ba lô lên lưng, ôm chú mèo con và mở cửa chạy hết tốc lực ra ngoài. Chú mèo con dùng móng của mình cào nhẹ vào bé Chi, đang không biết đi đâu, về đâu. Chúng mình đi đâu được bây giờ? Mèo con ơi, nếu cứ ở nguyên một chỗ thì em sẽ bị giết mất. Bé Chi cứ thế ôm chú mèo chạy đi. Có thể nghe rõ tim của cô bé đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô bé muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc đến nỗi không thốt nên lời. Toàn thân cô bé run rẩy, trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ. Mình phải đưa chú mèo đi, trốn, phải trốn đi. Chi, cô đang định đi tới nhà em đây. Người cũng vừa gọi Chi là cô giáo ở phòng y tế trường. Có một người bạn của cô muốn nhận nuôi chú mèo đấy. Chi vừa thở hổn hển vừa vội hỏi lại, thật không cô? Ừ, thật. Người bạn đó của cô có hiền không ạ? Ồ, cô ấy rất hiền. Cô ấy sẽ không vứt hay giết bé mèo chứ ạ? Em đừng lo, cô ấy là một người tốt và đáng tin cậy. Em đã vất vả quá rồi. Cô xin lỗi vì đến hôm nay mới có tin cho em. Cô cũng đã phải hỏi qua rất nhiều nơi. Chi bật khóc. Lần đầu tiên, cô bé vừa khóc vừa ôm chặt chú mèo con trong lòng. May quá rồi, tốt quá rồi. Bỗng dưng được ôm chặt vào lòng, chú mèo con cảm thấy phấn khởi liên tục kêu Chi, Chi. Những giọt nước mắt của bé Chi rơi xuống khuôn mặt bé nhỏ của chú mèo. Cô giáo không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh xoa đầu an ủi bé Chi. Ngày hôm sau, cô giáo cùng người bạn của cô tới nhà của Chi. Mặc dù bạn cô giáo là một người phụ nữ trông có vẻ rất hiền từ, nhưng chú mèo con vẫn không mấy thích thú với việc được cô ấy vuốt ve. Chú cố gắng giãy giụa như để phát ra, đồng thời hướng về phía bé Chi kêu Chi Chi liên hồi. Bé Chi liền nói với chú mèo, đừng buồn, chị sẽ sớm đến đón em mà. Chú mèo con dường như hiểu được lời của cô bé nên ngoan ngoãn, chỉ kêu một tiếng Chi như để chào tạm biệt cô bé. Chú mèo theo người chủ mới lên xe rời đi. Bé Chi nghẹn ngào nói với mẹ, mẹ ơi, chắc là lát nữa em mèo sẽ giận con lắm. Con đã nói dối là sẽ đến đón em ấy về. Bé mèo sẽ không giận con đâu, chắc chắn là không mà. Mẹ trả lời Chi bằng một giọng hơi nghẹn ngào. Hai mẹ con cứ đứng theo hướng xe ô tô rồi đi một hồi lâu. Thực ra bé Chi không kìm lại được nữa. Có những điều đến bây giờ cô bé vẫn chưa hề nói ra, không thể nói ra, nhưng đến hôm nay thì thực sự thì thực ra con đã rất muốn đặt tên và nuôi em mèo trong nhà mình. Con đã rất muốn nuôi em ấy. Thế mà lâu lắm rồi Chi mới bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy với mẹ. Cô bé cứ thế mà khóc nức nở, mà chỉ đứng im ôm chặt Chi vào lòng. Một thời gian sau, Chi và mẹ nhận được thư từ người bạn của cô giáo. Trong thư còn có cả ảnh của chú mèo con nàng đã lớn lên trông thấy. Sau vài dòng chào hỏi ban đầu, bức thư còn kèm theo một phần nội dung vô cùng tuyệt vời, khiến Chi và mẹ đọc đi đọc lại đến mấy lần. Cô đặt tên cho chú mèo là Chita vì nó giống như em trai của bé Chi mà, phải không? Chita rất hiếu động và nghịch ngợm. Có lúc nó nhảy lên làm rách cả rèm cửa, lúc thì làm vỡ choang lọ hoa cô để trên bàn. Thế nhưng hàng ngày, đến một giờ nhất định, Chita sẽ dừng việc chơi đùa lại, chạy tới lối vào, ngồi ở đó, miệng kêu Chi và hướng về phía cửa như chờ ai đó. Cô nghĩ hẳn nó đang chờ bé Chi đi học về. Vì thế, Chi và tất nhiên là cả mẹ của nữa nhất định hãy tới nhà cô chơi nhé. Lúc nào cô cũng sẵn sàng chờ đón hai mẹ con. Và Chita sẽ là người mừng nhất cho mà xem. Các bạn thân mến, mình chọn câu chuyện này là vì mình cảm thấy ai cũng nên có trách nhiệm nuôi. Nếu mà nuôi một động vật thì nên có trách nhiệm với nó, không nên lúc nào cũng vứt bỏ nó, thích thì nuôi, không thích thì không nuôi. Con vật cũng có tình thương, chúng ta nên thương yêu nó một cách trân trọng chứ đừng có mà vứt bỏ nó, làm cho nó cảm thấy buồn bã tổn thương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.